Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe và đang hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là phèo non với lại tai heo, Ngọc khè nước dừa. Bây giờ Ngọc đã chuẩn bị xong rồi, Ngọc mời cả nhà cùng ăn với Ngọc món này nha. Thì mình sẽ ăn kèm với bún với lâu rồi Ngọc không có làm cái món này cả nhà ơi. Đó, để gấp để lên ha. Đây là tai heo nè. Chấm vô nước mắm. Rồi mời cả nhà nha. Rất là ngon luôn. Mềm mà nó ngon, vừa ăn tai heo. Mm.
Hồi tối ngủ nửa đêm nằm mơ cả nhà ơi, em nằm mơ mà từ cũng chết luôn. Em thấy em nằm mơ em thấy cái đầu em nó có trí. Giật mình thức dậy lấy cái mở đèn lên lấy lược chải đầu. Có trí không? Mơ thấy rõ ràng luôn. Nói bây giờ mà có trí thì chắc nó cười lắm. Chắc cũng dữ thật lắm. Thấy thì không thấy thì thấy đầu có trí. Có tài luôn. Cái phèo đúng không? Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.